Hello mọi người, thời tiết đã bắt đầu chuyển mùa thì thời điểm này cá rất dễ bị bệnh. Thì hôm nay mình ra ngoài mình xem cái tanh cá này của mình thì cá có dấu hiệu là bỏ ăn lờ đờ. Thì mình kiểm tra kỹ thì mình thấy chúng đang bị đỏ mình với lại khả năng là bị nấm. Mình quay sát lại một bé cho mọi người xem ha. Đang bị đỏ mình và khả năng là bị nấm nha. Thì điều đầu tiên mọi người làm là nên cắt ly ra, ngưng cho ăn, thay 50% nước hồ, đánh muối với tỷ lệ là 3/1000, một khối nước sẽ là 3 kg muối. Thì bây giờ mình tiến hành mình pha tím, người pha tím như ra cái ca như vậy, vớt từng em vào, ngâm khoảng 30 giây, rồi sau đó cho lại hồ chính ha. Rồi, mọi người cùng xem cái video này với mình nha.